xong 7 đứa luôn. Đây là khu rừng nha mọi người, nhìn cỏ bắt ngắt. Đây là nếu mà mô hình bò ở đây, thả bò ở đây là rất đúng bài luôn.
cá này là cá nó lên nó mùa mưa nha mọi người. Khi mưa nó lên nhiều lắm. Ở trong làng là có khi nó chích là một bao luôn. Trong một ngày đi. Đây một ngày đi là 20 kg. Xem.